Tới đây là chúng ta sẽ đến nhà thờ giáo xứ Đan Cà quý vị. Nhà thờ giáo xứ Đan Cà là nhà thờ giáo xứ của khu vực Người Thượng. Phú sẽ xuống cái này quý vị nhé. Đây, đây Phú sẽ tìm đường xuống cái này, đưa quý vị vào tham quan nhà thờ giáo xứ Đan Cà quý vị nhé. Đây, tới đây Phú sẽ rẽo đường này đi, rẽo cái đường này. Đây quý vị. Đây, ta sẽ rẽ vào cái đường này, chúng ta đi xuống làng Thượng quý vị nhé. Ở đây là gọi là giáo xứ Đan Cà. Ồ, đường xá bây giờ cũng rất là đẹp rồi quý vị. Đấy, đường xá bây giờ cũng rất là đẹp. Đấy, khu vực cái này là khu vực của Người Thượng, Người Thượng người ta sinh sống như thế này quý vị, giống như là đường đi lên bản thượng ấy quý vị nhé. đường lên bản thượng của ca sĩ Phi Nhung. Đây, chúng ta sẽ men theo cái con đường này để đi vào nhà thờ nha quý vị nhé. Đây này quý vị ơi, đồng lúa này. Wow, đẹp quá quý vị. Vườn trái cây này. Đấy, vườn trái cây. Đó, vậy thấy không? Đẹp chưa? Đó, Phú sẽ men vào đây nha quý vị nhé. Men theo cái đường này. Chết rồi, lâu quá không vào đây, không biết có nhớ đường vào nhà thờ không nữa. Đâu rồi, nhà thờ đi đường nào? Đây, chúng ta sẽ đi qua đường này quý vị. Lâu quá rồi không đi vào đây, không có nhớ đường đâu quý vị ơi. Không có nhớ đường. Chạy nhiều khi lạc đường chết luôn đó. Lâu lâu khờ lên tỉnh, xuống miền quê không nhớ đường. Không biết phải đường này vô không? Không phải thì chắc phải hỏi đường quý vị. Không phải chắc Phú phải hỏi đường rồi. Phải đường này đi vô không? Ok quý vị ơi. Phú đi lộn đường. Quay ngược ra quý vị ha. Lâu quá không vào đây không có nhớ đường. Đúng lý là chúng ta rẽ qua tay phải mà Phú lại rẽ qua tay trái, đâm ra là bị lộn đường quý vị. Đây, chúng ta phải rẽ qua đây này, ta phải rẽ qua đây mới đúng, mà không biết là đã đúng chưa. Theo như lời của người Phú hỏi thăm thì là đi vào đây không biết đúng chưa. Thôi cứ đi đại đi, không đúng thì lại quay ra quý vị. Đằng nào cũng là chúng ta đi tham quan mà, không đúng thì quay lại thôi. Đây phải không ta? Đây hình như đi ra ngoài đường luôn rồi. Đây đi ra ngoài đường mất tiêu luôn rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé, quý vị ơi. Ra ngay đây chúng ta gặp cái đường này. Chúng ta rẽ qua bên này ha. Rẽ qua bên này. Wow. Khu này giờ lạ quá. Đây, đây là nhà văn hóa. Nhà văn hóa cộng đồng. Ở dưới này bây giờ, dưới này bây giờ lạ quá quý vị, quá lạ luôn.
Thảo nào mà không biết đường đi là đúng rồi. Lạ quá, xa lạ luôn quý vị. Đây, Vũ sẽ dọc dọc đây coi. Đây, ở đây có nhà thờ này. Đây quý vị ơi, đây là nhà thờ đây. Đây quý vị, đây là nhà thờ giáo xứ Đan Cà đây quý vị ơi. Rồi Phú sẽ đi vào bên trong nha quý vị nha. Chào quý vị, các bạn đang quay trở lại ở kênh Biên Hòa City nha. Hiện giờ Phú đang có mặt tại cổng nhà thờ giáo xứ Hiều Vàng Đan Cà quý vị. Đó, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai quý vị. Thì hôm nay Phú đi về khu vực trên này và tiện thể ghé vào đây, nên là muốn đưa quý vị và các bạn đi tham quan một vòng nhà thờ giáo xứ Đan Cà quý vị nha. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng Phú đi vào bên trong tham quan nhà thờ nha. Hello quý vị, thì hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở phía trước cổng nhà thờ giáo xứ Hiều Vàng Đan Cà quý vị nha, thuộc thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai. Đây là phía trước của khuôn viên nhà thờ quý vị, rất là đẹp. Phú có cảm giác giống như là chúng ta đang ở trên cao nguyên đấy quý vị. Bây giờ Phú sẽ đưa quý vị và các bạn đi dạo một vòng tham quan nhà thờ quý vị nhé. Phú vừa mới xin phép cha xứ xong, cho nên bây giờ đưa quý vị vào ông này tham quan thoải mái quý vị. Đây phía trước này quý vị thấy không, hàng rào này có những cây cỏ mọc li ti, có cái hoa vàng này rất là đẹp quý vị ơi. Này, gà nó đang chạy. Đây là cái có một cục đá có các tên của giáo xứ ở đây nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào cổng nhà thờ, đi cái đường này vào quý vị. Đây, từ ngoài quý vị nhìn vào này, chúng ta có cái đường này đi lên thẳng trên nhà thờ. Đấy, rất là đẹp. Có tượng Đức Mẹ đứng ở chỗ này, tuyệt vời luôn quý vị. Nhà thờ thiết kế giống cái kiểu như là nhà rông quý vị. Nhìn đậm bản chất Tây Nguyên luôn. Đi qua bên phía bên tay trái từ cổng đi vào thì chúng ta có đền thánh gì đây. Ông thánh này thì cũng không thấy là đề tên của ông thánh, cho nên là cũng không có nhận ra là ông thánh nào. Đây thì chắc chắn không phải là ông thánh du xe rồi. Đấy, nó bị ngược sáng hơi đen quý vị ạ. Như này cho quý vị dễ nhìn nhé. Cho nên là Phú cũng không dám bình luận là tên ông thánh gì, bởi vì ở đây là không thấy đề tên. Đây quý vị thấy là xung quanh nhà thờ có rất là nhiều cây xanh rất là đẹp quý vị. Bên phía bên kia thì có một ông thánh nữa, thì lát nữa Phú sẽ qua đó sau. Bây giờ Phú sẽ đi thẳng lên trên khu vực nhà thờ quý vị nhé. Đây, xung quanh là hàng dừa này, bo cong theo cái đường đi lên rất là đẹp quý vị. Đó, nhà thờ làm cái đường này đi lên rất là đẹp. Đây, thẳng lên đây chúng ta có cái bồn hoa ở đây nữa quý vị. Bồn hoa ở đây. Giáo xứ Đan Cà làm phép viên đá đầu tiên vào ngày 22 tháng 2 năm 2006. Hoa rất là đẹp. Mặt trước là tượng Đức Mẹ. Đây, Phú sẽ đi theo một cái đường này để đi lên trên nhé quý vị nhé. Chúng ta sẽ đi một cái đường này đi lên trên. Cái phong cách thiết kế nhà thờ mang đậm chất Tây Nguyên quý vị, rất là lạ và đẹp. Đây quý vị. Đó, những cái hình này rất là đẹp ha. Đây, từ phía trên này quý vị có thể nhìn ra phía trước nhà thờ. Đó, ở phía trước nhà thờ này có ảnh tượng này này, ảnh tượng người Samari bị gặp nạn đấy quý vị. Đấy, cửa nhà thờ làm bằng gỗ hết quý vị nhá, rất là đẹp, kiến trúc rất là đẹp và lạ. Đây, bên này có một ảnh tượng nữa là
À, này hình như là Chúa đi trên biển thì phải. Đấy. Đúng rồi, Chúa đi trên biển và truyền cho sóng phải yên lặng. Rồi, Phú sẽ đưa quý vị đi một vòng chung quanh nhà thờ nha quý vị nha. Mát lắm quý vị ơi, thật sự là đứng đây rất là mát. Đây, quý vị nhìn xuống cái cảnh này kia kìa. Đó, rất là đẹp ha, khuôn viên nhà thờ rất là rộng. Hello quý vị, thì Phú đang đứng ở đây để ngắm nhà thờ. Rồi lại đưa quý vị đi dạo nha. Đứng đây mát lắm quý vị ơi. À, đứng ở đây quý vị có thể nhìn thấy ở bên kia cái quả đồi bên kia kìa. Đấy, cao kinh khủng luôn. Rất là mát. Đứng bên hông nhà thờ này. Bây giờ Phú đưa quý vị đi một vòng chung quanh nhà thờ, xem kiến trúc nhà thờ nha. Đây là cái hành lang bên phía bên tay phải từ chính diện nhà thờ đi vô này quý vị. Đấy, chúng ta đi một vòng đây nha. Cái cánh cửa bằng gỗ hết. Cái này là xi măng nhưng phải là gỗ. Người ta làm cái kiểu như gỗ. Đẹp. Cái tay cầm hành lang này giống như kiểu cái tre. Nói chung là cái kiểu thiết kế nó giống như là bằng cây và gỗ ấy. Phong cách Tây Nguyên rất là đẹp. Đấy. Đây có cái bậc tam cấp để đi lên đi xuống nhà thờ lễ này. Xa xa bên kia là Đài Đức Mẹ. Ở bên này mới là Đền Thánh Giuse này. Rồi đến lát nó Phú sẽ đi ở dưới đó cho quý vị xem ha. Chúng ta đi dạo một vòng chung quanh nhà thờ đi, cho quý vị coi chung quanh nhà thờ. Xa xa bên kia là Đền Thánh Đức Mẹ La Vang. Đấy, từ trên nhìn xuống quý vị thấy không? Rộng. Rộng mát, bên kia quả đồi rất là đẹp. Đây, tới đây là hết rồi, hết đường rồi. Này phải quay đầu lại. Bên kia là Đài Chúa Giêsu lòng thương xót. Phía này có cái sân này chia ra nhiều cái khu này không biết để làm gì, chắc chơi thể thao. Rất là rộng. Rồi, Phú sẽ vòng qua bên kia cho quý vị coi nha. Đi qua bên phía bên hông bên này nha quý vị ơi. Đây này. Từ hôm nay ta nhìn xuống bên này như là nhà học giáo lý. Nhà học giáo lý phải không mấy em? Dạ. Đây này là nhà học giáo lý nha quý vị. Chúng ta đi bên hông nhà thờ nha. Quý vị thấy không? Bên này giống bên kia thôi. Đấy. Bên phía bên kia thì có một cái vườn cây bên kia rất là đẹp.
Đấy, bây giờ Phú sẽ đi cái bậc thang này xuống và Phú sẽ đi vòng vòng chung quanh nhà thờ cho quý vị coi ha. Đấy, chúng ta đi cái bậc thang này xuống này quý vị. Đây, bậc thang khá là cao. Nhà thờ xây cái kiến trúc nổi lên trên quý vị nhé. Còn ở phía dưới này là nhà mục vụ, nhà của cha xứ. Đây, cho quý vị coi này. Cái vườn cây ở đây rất là đẹp ha. Xanh mát rất là đẹp. Nói chung là cái khuôn viên ở đây nó không khí nó trong lành lắm quý vị. Đấy. Giờ cũng sẽ đưa quý vị đi dạo một vòng chung quanh nhà thờ nhé. Đây, ở dưới cho quý vị coi trước đây. Coi trước cái chung quanh này trước ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, từ ở chỗ này tôi sẽ đưa quý vị đi dạo một vòng chung quanh quý vị nhé. Đây, ta đi dạo vòng chung quanh. Đầu tiên ở đây là chúng ta đi vào chỗ đài Chúa Giêsu lòng thương xót ở đây quý vị. Đây này. Đây, tôi sẽ đưa quý vị đi lên đây tham quan đài Chúa Giêsu lòng thương xót đây quý vị, rất là đẹp. Có lễ đài làm lễ luôn quý vị ha. Đấy. Đi qua bên phía bên này quý vị nhé, đi dạo bên phía này đi. Ô hồ, đấy cái mít này quý vị ơi, mít có quả to luôn này. Đấy. Đấy, mít có quả to này quý vị. Biên Hòa lắm như thế cảnh này quý vị. Rồi, chúng ta đi qua bên này là đi qua bên đền thánh Đức Mẹ La Vang quý vị nhé. Chúng ta đi qua bên này, qua bên đền thánh Đức Mẹ La Vang. Qua bên này, qua này Phú chào Đức Mẹ cái rồi Phú đưa quý vị đi tiếp nha. Đây quý vị, đền thánh Đức Mẹ La Vang ở đây rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, không gian của nhà thờ bố trí đền thánh Đức Mẹ ở đây đẹp tuyệt vời. Đó. Ở đây có những cái bia để những cái kinh Đức Mẹ cũng như là những cái bài hát ở đây. Và những cái bia tạ ơn, tạ ơn Đức Mẹ ở đây quý vị. Chỗ này bố trí rất là nhiều ghế đá để mọi người có thể đến đây đọc kinh và cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Đây là cái bình để cắm hoa dâng hương Đức Mẹ. Đấy, kia nhà thờ rồi quý vị. Và ở dưới đây là một cái gốc cây. Cây này hình như là cây bồ đề sao quý vị ơi. Có cây bồ đề ấy. Có vẻ là cây bồ đề thì phải. Rất là to. Đây quý vị. Rồi, bây giờ Phú sẽ đưa quý vị đi một vòng ra kia để lên đằng trước các quý vị nhé. Rồi, bây giờ Phú sẽ đưa quý vị đi một vòng quanh ở bên phía bên này quý vị nhé. Chúng ta đi một vòng đây đi. Quý vị thấy không? Chung quanh nhà thờ lúc nào cũng có hàng cây xanh rất là đẹp. Cái không khí nó rất là trong lành và bình yên quý vị. Đây quý vị thấy này. Ở đây nhà thờ có làm đền thánh Giuse ở đây quý vị. Đây, đền thánh cả Giuse ở đây quý vị nha. Đây mới là đền thánh cả Giuse. Còn nãy đền thánh ở bên kia là ông thánh gì đó cũng không có biết. Do là không có để tên cũng không có biết. Đây là bên hông nhà thờ này quý vị. Đây, bên hông nhà thờ này. Rồi, đi đến chỗ này thì chúng ta sẽ có đền thánh Đức Mẹ ở đây quý vị. Đền thánh Đức Mẹ ở đây rất là đẹp. Đó. Rồi, chúng sẽ đi tiếp nha. Viên của nhà thờ rất là rộng quý vị.
nữa, cũng không thấy là người ta đề tên là ông thánh gì. Nhưng mà ông thánh này thì cũng nhìn có vẻ như là ông thánh Martino quý vị. Đấy, cái kiểu thiết kế của bức tượng giống ông thánh Martino mà không biết có phải không, tại vì không thấy đẻ tên. Rồi sẽ đi vòng qua này nhá. Đứng từ góc bên này ở phía trước nhà thờ này, chúng ta đi vào, quý vị thấy đẹp không? Đó, chỗ này là chúng ta có một cái hình như cái này là kiểu như là làm ảnh tượng gia đình thánh gia đó quý vị, nhưng mà phong cách Tây Nguyên quý vị nha. Đấy, phong cách Tây Nguyên rất là hay và đẹp, có vẻ như là lâu ngày quá nó bị bạc cái sơn này. Đó, rất là đẹp luôn quý vị. Bây giờ trời đang nắng rất là gắt quý vị, khoảng cỡ gần 10 giờ sáng trời nắng rất là gắt. Nhà thờ rất đẹp quý vị. Rồi, vậy là đến đây là chúng ta đã lên phía trước của khuôn viên nhà thờ rồi quý vị nhé. Thì từ nãy giờ Vũ đã đưa quý vị và các bạn đi tham quan cũng như là dạo một vòng chung quanh nhà thờ giáo xứ Đan Cà ở thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai. Thì cái video này Phú xin tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn quý vị các bạn theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo nha.